Làm thế nào để biết được phong thủy nhà bạn tốt hay xấu? Bạn có thể tham khảo cuốn Cẩm nang xem phong thủy nhà cửa. Trong quyển Cẩm nang này có rất là nhiều kiến thức mà không phải bất cứ thầy phong thủy nào cũng muốn tiết lộ. Bạn có thể tự xem và áp dụng vào chính ngôi nhà của bạn. Trong quyển Cẩm nang này sẽ được hướng dẫn cách tính cung phi, cách xác định hướng nhà để biết nhà mình đang đón khí tốt hay xấu và sự cát hung của nơi đặt bếp. Từ đó, bạn có thể điều chỉnh lại phong thủy nhà mình để nạp vượng khí cũng như sinh khí trong nhà mình. Bộ Cẩm nang xem phong thủy nhà cửa này đang có một ưu đãi rất là đặc biệt. Ngoài việc mọi người được mua với giá ưu đãi thì sẽ được tặng thêm một khóa cải vận vào năm mới. Hãy nhanh tay ấn vào giỏ hàng và phần link bên dưới comment để đặt hàng nhanh nhé.